Thưa quý vị và các bạn, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa đưa ra thông tin liên quan đến chất lượng không khí của thành phố Hà Nội. Theo đó thì không khí của thủ đô đang bị suy thoái nghiêm trọng. Đa phần chất lượng môi trường không khí toàn thành phố đạt mức trung bình trong hầu hết các tháng trong năm. Quá trình đô thị hóa nhanh, kéo theo các hoạt động xây dựng cùng với sự gia tăng dân số cơ học, số lượng phương tiện cơ giới tăng mạnh đã gây ra ô nhiễm môi trường không khí, nhất là bụi và tiếng ồn. Riêng chỉ tiêu benzen có xu hướng tăng dần qua các năm do việc gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch xăng, đặc biệt do sự gia tăng phương tiện giao thông. Chất lượng môi trường không khí của thành phố đã có biểu hiện suy thoái, đặc biệt ở khu vực nội thành, các trục giao thông chính và công trường xây dựng. Nồng độ ô nhiễm bụi ở một số nơi tại một số thời điểm vượt giới hạn cho phép. Các chuyên gia đến từ Đức cho rằng trong số chất ô nhiễm ở Hà Nội thì bụi chiếm lượng lớn. Nguyên nhân ban đầu là sự gia tăng các nhà máy sản xuất, phương tiện giao thông và các trang thiết bị phát thải khí và bầu khí quyển. Để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường như trồng 1 triệu cây xanh, làm hồ điều hòa, cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường. Thành phố sẽ đưa ra lộ trình giảm phương tiện cá nhân trong nội đô, cấm sử dụng than tổ ong. Đồng thời đề nghị các chuyên gia nghiên cứu để có đánh giá sát với thực tiễn, đưa ra các số liệu cụ thể về hiện trạng môi trường thành phố, đồng thời đề xuất ra các giải pháp. Hà Nội cũng đặt hàng chuyên gia Đức giới thiệu những thiết bị quan trắc môi trường hiện đại nhất, thế hệ mới nhất thế giới để xây dựng các trạm quan trắc cố định và tự động trên địa bàn.